ngày nay, khi đời sống vật chất ngày càng được cải thiện thì nhu cầu giải trí của con người cũng được nâng cao hơn. Bên cạnh smartphone, những chiếc Smart TV đã ra đời để phục vụ nhu cầu giải trí của người sử dụng. Với chiếc Smart TV, mọi người không chỉ được xem các chương trình truyền hình theo lịch phát sóng sẵn có, mà nó còn đáp ứng nhu cầu giải trí phong phú như là nghe nhạc, xem phim, chơi game. Trong đó, TV Samsung là lựa chọn quen thuộc của nhiều khách hàng bởi những đặc điểm tính năng nổi bật như thiết kế sang trọng, bắt mắt, công nghệ hình ảnh sắc nét, chất lượng âm thanh tuyệt hảo cùng kho ứng dụng đa dạng. Vậy thì những sản phẩm Smart TV Samsung nào đang được khách hàng ưa thích nhất tại điện máy HC? Đừng rời khỏi màn hình nhé! Hãy cùng Như Quỳnh điểm ngay top 5 sản phẩm Smart TV Samsung bán chạy nhất tại điện máy HC. Top 5 Smart TV Samsung bán chạy nhất tại điện máy HC năm 2021. Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách này chính là chiếc Smart TV QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q70A. Mẫu TV này sở hữu thiết kế không viền 4 cạnh, tạo cảm giác tràn viền, nới rộng không gian hiển thị, tạo nên vẻ đẹp sang trọng cho không gian. Độ phân giải 4K sắc nét mang đến hình ảnh nét gấp 4 lần Full HD thông thường. TV hiển thị trọn vẹn giải màu sắc với công nghệ màn hình chấm lượng tử Quantum Dot, khả năng xử lý hình ảnh vượt trội nhờ bộ xử lý Quantum 4K với trí tuệ nhân tạo AI. Bộ xử lý kết hợp cùng AI sẽ tối ưu độ tương phản, tỷ lệ màu sắc, độ chi tiết hình ảnh giúp nâng cao chất lượng hình ảnh lên gần chuẩn 4K, bất kể chất lượng nguồn ban đầu như thế nào. TV Samsung mang đến màu sắc sống động, chi tiết nổi bật hơn với công nghệ Quantum HDR và Supreme UHD Dimming, tăng cường độ tương phản và độ chính xác của màu sắc cho hình ảnh bằng công nghệ đèn nền Dual LED. Hình ảnh chuyển động mượt mà, không nhòe với công nghệ Motion Accelerator Turbo Plus. Màu sắc sống động từ mọi góc nhìn nhờ công nghệ Wide Viewing Angle. Phần âm thanh cũng đáp ứng tốt cho nhu cầu giải trí của người nghe. Thưởng thức âm thanh vòm chuyển động theo hình ảnh nhờ công nghệ OTS Line. Kết nối hoàn hảo giữa TV và loa sau 3 trải nghiệm âm thanh tuyệt đỉnh với công nghệ Q Symphony. Nhờ công nghệ Active Voice Amplifier giúp hạn chế sao nhãng tiếng ồn xung quanh, cho bạn cảm nhận trọn vẹn nội dung đang xem, không bỏ sót nội dung quan trọng nào. Mẫu TV này sử dụng hệ điều hành Tizen OS có giao diện sử dụng mượt mà, ổn định. Hơn nữa, TV còn được trang bị kho ứng dụng phong phú như YouTube, Netflix, FPT Play, Galaxy Play, mang đến thế giới giải trí thú vị hơn. TV có thể điều khiển thông qua điện thoại bằng ứng dụng SmartThings, thích thú hơn khi xem được cùng một lúc hai nội dung trên màn hình TV với tính năng Multiview, dễ dàng chia sẻ màn hình điện thoại lên TV thông qua AirPlay 2 và TapView. Vị trí thứ 4 thuộc về mẫu Smart TV QLED Samsung 4K 65 inch QA55Q60A. Chiếc TV này sở hữu độ mỏng ấn tượng, mở rộng không gian màn hình hiển thị cho phép người dùng trải nghiệm những hình ảnh sống động, sắc nét hơn, nâng tầm không gian sống hiện đại cho ngôi nhà của bạn. Độ phân giải Ultra HD 4K cho hình ảnh hiển thị sắc nét đến từng chi tiết. Công nghệ Quantum Dot tái tạo 100% giải màu sắc. Công nghệ Quantum HDR cải thiện độ chính xác màu sắc mang đến cho người dùng trải nghiệm ấn tượng, hấp dẫn trong từng thước phim, từng cảnh quay hình ảnh hiển thị tự nhiên như ngoài đời thực. Thêm vào đó, bộ xử lý Quantum Light 4K nâng cấp hình ảnh có chất lượng không phải 4K lên gần chuẩn 4K nhất, tối ưu hóa khả năng hiển thị hình ảnh chất lượng. Công nghệ Supreme UHD Dimming nâng cao khả năng hiển thị màu sắc chi tiết cho hình ảnh chất lượng đẹp nhất, độ tương phản cao, màu đen hiển thị sâu, màu trắng thêm tinh khiết hơn. Bên cạnh đó, công nghệ đèn nền Dual LED tối ưu tông màu đèn nền tăng độ tương phản. Công nghệ Motion Accelerator cho hình ảnh mượt mà trong từng chuyển động. Về công nghệ âm thanh, TV Samsung được ứng dụng công nghệ Object Tracking Sound tiên tiến, mang đến hệ thống âm thanh vòm lan tỏa, cho phép bạn thỏa sức tận hưởng âm thanh chuẩn 3D chân thực qua từng cảnh quay. Công nghệ Q Symphony kết hợp hoàn hảo giữa TV và loa sau 3 cho trải nghiệm âm thanh tuyệt đỉnh. Công nghệ Adaptive Sound tối ưu âm thanh phù hợp với từng nội dung xem. Mẫu TV này sử dụng hệ điều hành Tizen OS có giao diện mượt mà, kho ứng dụng phong phú đa dạng như YouTube, Netflix, FPT Play, Galaxy Play, mang đến thế giới giải trí thú vị hơn. Tính năng Multiview chia đôi màn hình, xem cùng lúc được nhiều chương trình hấp dẫn. Ngoài ra, TV còn nhiều tính năng tiện ích khác như kết nối điện thoại, máy tính với TV một cách dễ dàng. Chạm nhẹ nhàng điện thoại vào viền TV giúp trình chiếu nội dung từ điện thoại lên TV nhanh chóng thông qua tính năng TapView. Cài đặt màn hình chờ theo phong cách riêng của bạn nhờ chế độ Ambient Mode. Tiếp đến vị trí thứ 3 nằm trong danh sách top 5 sản phẩm Smart TV Samsung bán chạy nhất tại điện máy HC, thuộc về mẫu Smart TV Samsung 4K 65 inch UA65AU8000. TV sở hữu thiết kế Air Slim với độ mỏng ấn tượng, đường nét tinh tế. Bạn có thể gắn TV sát tường nhờ giá treo Slim Fit One Mount, giúp nâng cao tính thẩm mỹ, tiết kiệm không gian, tạo điểm nhấn nổi bật cho căn phòng thêm phần sang trọng. Độ phân giải Ultra HD 4K cho hình ảnh hiển thị sắc nét gấp 4 lần Full HD thông thường, cho trải nghiệm hình ảnh chân thật, sắc nét, chi tiết hơn trong từng khung cảnh. Công nghệ Dynamic Crystal Color tái hiện màu sắc cho hình ảnh thêm chân thực, chi tiết,
sống động trong từng khung hình, tạo ra giải màu rộng với hơn 1 tỷ màu sắc tự nhiên. Bên cạnh đó, bộ xử lý Crystal Processor 4K của TV Samsung sử dụng chip đơn quyền năng giúp tái tạo màu sắc chính xác và chuyển động mượt mà hơn. Công nghệ Motion Accelerator cho hình ảnh mượt mà trong từng chuyển động. Ngoài ra, mẫu TV này còn sở hữu những công nghệ hình ảnh ấn tượng khác như công nghệ HDR cải thiện độ sáng tối của khung hình, cung cấp giải màu lớn và những chi tiết sắc nét ngay cả trong những khung hình tối sâu thẳm. Công nghệ UHD Dimming nâng cao khả năng hiển thị giúp tối ưu hình ảnh chân thực hơn. Về âm thanh, mẫu TV Samsung này cũng sở hữu công nghệ âm thanh hết sức ấn tượng. Công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus mạnh mẽ, chất âm được tinh chỉnh hiệu quả, giúp âm thanh trở nên chân thực, sâu lắng, cho phép bạn xem phim, nghe nhạc sinh động, lôi cuốn như đang trực tiếp xem ngoài rạp. Công nghệ Q-Symphony kết nối hoàn hảo giữa TV và loa sau 3, cho trải nghiệm âm thanh tuyệt đỉnh. Công nghệ Adaptive Sound sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu âm thanh phù hợp với từng loại nội dung, cho bạn trải nghiệm chất lượng âm thanh hoàn hảo nhất. Chiếc TV này sử dụng hệ điều hành Tizen OS có giao diện mượt mà, kho ứng dụng phong phú đa dạng như YouTube, Netflix, FPT Play, Galaxy Play, mang đến thế giới giải trí thú vị. Tính năng Multiple Voice Assistant, trợ lý giọng nói thông minh, cung cấp những nội dung giải trí theo yêu cầu, cho bạn trải nghiệm giải trí tối ưu và khả năng điều khiển liền mạch ngôi nhà thông minh của bạn. TV có thể kết nối với điện thoại, laptop một cách dễ dàng, cho phép người dùng có thể học tập và làm việc hiệu quả hơn khi nội dung trên máy tính được hiển thị trên màn hình lớn. Với tính năng Tap View, chỉ cần một thao tác chạm nhẹ điện thoại vào viền TV, thiết bị sẽ kết nối nhanh chóng và trình chiếu nội dung từ điện thoại lên TV. Vị trí Á quân thuộc về chiếc Smart TV QLED Samsung 4K 55 inch QA55 Q65R. Mẫu TV này sở hữu thiết kế hoàn hảo, hình ảnh sắc nét, màn hình rộng 55 inch, cho phép người dùng trải nghiệm một cách chân thực nhất, kết hợp với chân chữ V ngược vững vàng trên mọi bề mặt phẳng. Công nghệ 4K Ultra HD, giải đèn LED tập trung chính xác, cho phép nhìn thấy các chi tiết ẩn từ cả những cảnh tối nhất. Công nghệ chấm lượng tử mang đến khả năng tái tạo 100% giải sắc màu cho chất lượng hiển thị chân thực nhất. Công nghệ màn hình chấm lượng tử QLED thể hiện rõ nét từng cấp độ màu, cho ra những hình ảnh với màu sắc chính xác hơn, độ tương phản rõ ràng hơn. Thêm vào đó, công nghệ Quantum Dot, công nghệ Quantum HDR cải thiện độ chính xác màu sắc, mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực và sống động hơn bao giờ hết. TV được tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo AI giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh tối ưu, giảm thiểu tình trạng nhiễu hạt, tái tạo hoàn hảo các chi tiết phức tạp và hiển thị sắc nét mọi nội dung hình ảnh. Bộ xử lý Quantum Processor 4K mạnh mẽ, thông minh, mang đến màu sắc hoàn hảo, các cảnh quay chân thực cho người dùng trải nghiệm ấn tượng nhất. Công nghệ âm thanh Dolby có khả năng phân tích và tự động tối ưu hóa âm thanh chi tiết cho từng cảnh quay, giúp người dùng có những cảm nhận chân thực nhất nội dung đang xem. TV Samsung sử dụng hệ điều hành độc quyền Tizen OS với giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng, tích hợp đầy đủ các ứng dụng xem phim giải trí như YouTube, Clip TV, FPT Play, Galaxy Play. One Remote điều khiển thông minh cho phép bạn dễ dàng thao tác tìm kiếm các chương trình trên TV. Chỉ cần một chiếc remote là có thể điều khiển mọi thiết bị như đầu đĩa, máy chơi game, giàn âm thanh. Ngoài ra, chiếc TV này còn sở hữu nhiều tính năng khác như trợ lý ảo Bixby, trò chuyện và điều khiển TV bằng giọng nói. Công nghệ màn hình Ambient Mode tái hiện không gian phía sau bức tường, mang đến khả năng thích nghi hài hòa với không gian kiến trúc ngôi nhà. Kết nối điện thoại với TV một cách dễ dàng bằng ứng dụng SmartThings thông minh và AirPlay 2. Và cuối cùng, vị trí quán quân trong danh sách này thuộc về chiếc Smart TV QLED Samsung 4K 55 inch QA55 Q75R. Mẫu TV này sở hữu kiểu dáng hiện đại, tổng thể liền mạch cùng viền màn hình siêu mỏng 0,4cm, mang đến phong cách sống hiện đại, tinh giản cho căn phòng được bố trí. Độ phân giải 4K sắc nét gấp 4 lần Full HD. Giải đèn LED tập trung chính xác cho phép nhìn thấy các chi tiết ẩn từ cả những cảnh tối nhất. Công nghệ Quantum Processor thế hệ mới mang đến màu sắc hoàn hảo, các cảnh quay chân thực cho người dùng trải nghiệm ấn tượng nhất. Bên cạnh đó, công nghệ Quantum HDR 1000 nits mang đến màu sắc sống động, chi tiết nổi bật hơn. Tối ưu độ sáng hiệu quả, nâng cao độ tương phản hơn với công nghệ Direct Full Array. Với công nghệ âm thanh, người dùng sẽ được trải nghiệm hệ thống âm thanh vòm đa chiều, mạnh mẽ từ công nghệ Dolby Digital Plus. TV có khả năng phân tích và tự động tối ưu hóa âm thanh chi tiết cho từng cảnh quay, giúp cảm nhận chân thực nhất nội dung đang xem thật như cuộc sống. Mẫu TV này sở hữu hệ điều hành Tizen OS hiện đại, có giao diện sử dụng trực quan, thao tác xử lý mượt mà cùng nhiều chức năng tiện ích, được cài đặt sẵn các ứng dụng phổ biến như YouTube, Netflix, trình duyệt. Với One Remote, điều khiển thông minh giúp tìm kiếm giọng nói, hỗ trợ tiếng Việt. Thêm vào đó, công nghệ màn hình Ambient Mode tái hiện không gian phía sau bức tường, mang đến khả năng thích nghi hài hòa với không gian kiến trúc ngôi nhà,
thay vì màn hình đen vô vị trên tường như trước. Ngoài ra, chiếc TV này còn sở hữu nhiều tiện ích hấp dẫn khác. Điều khiển TV linh hoạt bằng điện thoại qua ứng dụng SmartThings. Tính năng Screen Mirroring AirPlay 2 cho phép trình chiếu màn hình điện thoại lên TV một cách nhanh chóng, tiện lợi. Chúng ta đã vừa điểm qua top 5 sản phẩm Smart TV Samsung bán chạy nhất tại điện máy HC. Mỗi một sản phẩm đều có những đặc điểm về tính năng, công nghệ nổi bật được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn. Còn mọi người đã lựa chọn được cho mình chiếc TV ưng ý, phù hợp với nhu cầu của gia đình chưa? Đến điện máy HC để được tư vấn và mua sắm các sản phẩm TV Samsung với mức giá hấp dẫn nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!